Giá chung cư Hà Nội có những nơi nên đến hơn 100 triệu một trên một mét vuông và đến 100 mét vuông thì phải chi giá hơn 10 tỷ. Bạn có thể chịu được. Trong khi đó, một khu đô thị đẳng cấp của Vinhome với chỉ đơn giá cũng chỉ hơn 100 triệu trên một mét vuông sở hữu một căn biệt thự 150 m song lập tại Vinhome Ocean awesome Park. Vị trí cực kỳ đẹp, trung tâm. Trục đường này là trục đường rất là lớn này. Đấy gần công viên, xây 3,5 tầng, sổ đỏ vĩnh viễn. Đặc biệt là cái trục này thì là trục số lượng căn rất ít và yên tĩnh, mặt tiền 10m thiết kế tân cổ điển, rất là đẹp. Ờ, với những cái dãy này thì là cư dân về ở cũng khá là đông rồi. Thời điểm này thì nhiều những căn có vị trí đẹp, giá tốt, anh chị có thể vừa mua ở vừa mua để đầu tư lâu dài.